Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Nam Dược Quang Vinh. Thưa quý vị, kiểm tra đường huyết đóng vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát cũng như ngăn ngừa những cái biến chứng của bệnh tiểu đường. Vậy làm thế nào để có kết quả đường huyết chính xác nhất? Hãy cùng Nam Dược Quang Vinh chúng tôi tìm hiểu liệu thời điểm nào phù hợp để kiểm tra đường huyết tại nhà trong video ngày hôm nay nhé. Nhưng trước hết, quý vị hãy đăng ký kênh cũng như ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ tất cả những cái video của Nam Dược Quang Vinh chúng tôi. Không để quý vị, quý cô bác anh chị chờ lâu nữa, Quang Vinh sẽ điểm qua những cái nội dung chính có trong video ngày hôm nay. Thứ nhất, tại sao cần theo dõi đường huyết thường xuyên? Thứ hai, đó là đo đường huyết lúc nào là chính xác nhất? Và thứ ba, những lưu ý khi thử đường huyết tại nhà. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung đầu tiên, đó là tại sao cần theo dõi đường huyết thường xuyên. Thưa quý cô bác anh chị, người bệnh tiểu đường thường được bác sĩ khuyến cáo nên tự đo đường huyết tại nhà để giám sát chỉ số này tốt hơn. Theo dõi những chỉ số đường huyết có thể giúp bạn theo dõi ảnh hưởng của bệnh tiểu đường đến sức khỏe của bệnh nhân, giúp xác định lượng đường trong máu đang ở mức cao hay thấp, theo dõi sự tiến bộ của người bệnh so với mục tiêu điều trị tổng thể để xem xét, lấy đó làm cơ sở để điều chỉnh cách thức điều trị bệnh. Theo dõi đường huyết cũng giúp quý cô bác anh chị đánh giá chế độ ăn uống và tập thể dục hiện tại của bệnh nhân tác động như thế nào đến đường huyết, rồi đánh giá tác động của các yếu tố khác ví dụ như bệnh lý hay căng thẳng thần kinh lên tình trạng bệnh. Vậy thì đo đường huyết lúc nào là chính xác nhất? Bác sĩ thường khuyến cáo người bệnh tiểu đường nên đo đường huyết vào 4 thời điểm trong ngày, bao gồm buổi sáng, lúc mới ngủ dậy, sau khi ăn sáng, ăn trưa và buổi tối trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, để biết đo đường huyết lúc nào là chính xác nhất còn phụ thuộc vào loại bệnh tiểu đường mà bạn đang mắc phải và kế hoạch điều trị hiện tại của bạn. Đối với người mắc bệnh đái tháo đường type 1, bác sĩ có thể khuyến cáo quý vị nên thử đường huyết từ 4 đến 10 lần mỗi ngày hoặc ít nhất 3 lần mỗi ngày vào các thời điểm sau đây để đạt mục tiêu điều trị: trước bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ, trước và sau khi tập thể dục, trước khi đi ngủ, đôi khi có thể trong đêm. Trong trường hợp quý vị bị ốm, thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày hoặc thay đổi trong liệu trình điều trị thì hãy tăng tần suất đo đường huyết lên. Đối với bệnh nhân tiểu đường type 2 và đang phải dùng insulin để kiểm soát đường huyết thì bác sĩ sẽ đề nghị kiểm tra đường huyết nhiều lần trong ngày tùy vào loại cũng như liều lượng insulin mà quý vị đang sử dụng. Cụ thể như sau: trước khi ăn sáng, ăn trưa và ăn chiều, sau ăn 1 đến 2 tiếng sáng, trưa, chiều, trước khi đi ngủ, lúc 2 giờ hoặc 3 giờ sáng khi nghi ngờ có biểu hiện hạ đường huyết. Khi nghi ngờ đường huyết quá cao hoặc quá thấp thì quý vị cũng có thể đo. Rồi thay đổi thuốc điều trị hoặc liều thuốc đang sử dụng thì quý vị cũng có thể đo. Thay đổi chế độ dinh dưỡng hoặc tập luyện, trước hoặc sau khi tập luyện, trước khi lái xe hoặc thực hiện các hoạt động khác có cường độ tập trung cao. Khi mang thai hoặc đang mắc bệnh, trong trường hợp quý vị đang kiểm soát đường huyết bằng các loại thuốc khác hoặc đang điều chỉnh đường huyết dựa trên chế độ ăn uống và tập luyện thì không cần thiết phải đo đường huyết mỗi ngày. Tuy nhiên, bác sĩ có thể yêu cầu các bệnh nhân không sử dụng insulin vẫn nên sử dụng máy đo đường huyết để đánh giá phác đồ điều trị và theo dõi tại nhà. Theo khuyến cáo của Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ năm 2009, ngoại trừ người bệnh tiểu đường thai kỳ thì phạm vi mục tiêu chỉ số đường huyết an toàn cho hầu hết người bệnh tiểu đường như sau: đường huyết trước ăn dao động từ khoảng 80-100mg/dL, đường huyết 1-2 giờ sau ăn nhỏ hơn 180mg/dL, đường huyết trước khi đi ngủ dao động từ 100-150mg/dL. Trong phần cuối cùng của video ngày hôm nay, Quang Vinh sẽ chia sẻ với quý vị những lưu ý khi mà thử đường huyết tại nhà. Bên cạnh những vấn đề thời điểm đo, kết quả thử đường huyết tại nhà chính xác nhất quý vị cần lưu ý: kiểm tra chất lượng que thử trước khi thử đường huyết, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của que thử hoặc máy đo đường huyết trước khi sử dụng. Đó, kiểm tra hạn sử dụng của que thử. Trước khi thử đường huyết nên rửa tay với xà phòng và lau khô tay. Quang Vinh hy vọng các thông tin vừa chia sẻ có thể giúp quý vị giải đáp được những thắc mắc nên đo đường huyết lúc nào là chính xác nhất, để có thể tự theo dõi vấn đề về sức khỏe nhằm ngăn ngừa các biến chứng của bệnh tiểu đường. Ngoài ra, Quang Vinh sẽ chia sẻ rất nhiều những nội dung bổ ích khác về bệnh tiểu đường cũng như các cái phương cách để điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả. Vậy nên quý cô bác anh chị hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những cái video mới nhất của Nam Dược Quang Vinh. Nếu quý cô bác anh chị cảm thấy video này bổ ích thì đừng quên bấm like và chia sẻ video này. Nam Dược Quang Vinh xin chân thành cảm ơn quý cô bác anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị trong những video tiếp theo.